Chầm nha. Mình mới mua ở đây một cái mic thu âm không dây của hãng Robot. Tên sản phẩm là GS20. Với giá là 209.000. Này là nó có một mic thôi. Robot là cái hãng này nè, sản xuất mấy cái phụ kiện dùng cho điện thoại này kia, cái giá khá là hời. Thời gian ghi âm được 12 tiếng mà bạn. Cái này mình sẽ đốt vào máy để mình test thử xem là cái khoảng cách ghi âm của nó là bao xa. Đây là cái chỗ này là lắp vào cái cổng PC của điện thoại. Nó lấy nguồn trực tiếp từ điện thoại nha. Đấy, cái đèn nó chớp nhá nè các bạn. Để mình thử. Bây giờ các bạn nghe tiếng là đang được ghi âm trực tiếp từ GoPro. Còn bây giờ mình sẽ thử ghi âm. Alo. À, mình chưa bật nguồn. Có cái nút bật nguồn đây nữa, bật nguồn mới được. Alo. Đấy, mình để mic lại gần nó nghe này. Alo. Và đây là cái video mở hàng sản phẩm nha. Còn video test về khoảng cách thu âm giữa nó và điện thoại thì mình sẽ làm riêng một clip khác nha. Rồi, xin chào các bạn.